Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Đội Computer. Video của mình lần này sẽ là để giải đáp một thắc mắc mà mình tin là có rất là nhiều bạn có chung câu hỏi. Đó là khi mà các bạn lựa chọn những mẫu laptop gaming ở cùng một khoảng giá thì nên lựa chọn mẫu laptop có VGA cao hơn nhưng mà CPU lại thấp hơn so với một mẫu mà có CPU cao hơn mà VGA lại thấp hơn đúng không? Vậy thì hãy đồng hành với mình trong clip lần này để tìm ra lời giải đáp nhé. Này Dũng ơi, làm review ở Hà Nội Computer có gì hay không? Thanh sẽ được làm việc tại một trong những môi trường review chuyên nghiệp nhất, được tiếp xúc với những sản phẩm công nghệ mới nhất tới từ những hãng lớn. Hàng ngày hay đấy. Được gặp những streamer nổi tiếng như là Hoàng Virus, Độ Missy Gaming rồi. Ngoài ra sẽ còn được tham gia cả những sự kiện lớn ở trong nước. Thôi không phải giới thiệu nữa, chỉ cho tôi chỗ đăng ký ấy. Hà Nội Computer đang tuyển dụng vị trí reviewer, MC cho channel YouTube, cả hình thức là full time và part time. Hãy đăng ký ngay ở link dưới phần mô tả này các bạn nhé. Để trả lời cho câu hỏi thì mình đã có thử nghiệm ở trên hai mẫu laptop gaming khác nhau có trong cùng một khoảng giá là 25 triệu đồng. Đầu tiên là mẫu MSI GL63, sử dụng là Core i7-8750H và VGA 1050, cùng với đó là mẫu Acer Nitro 5, sử dụng Core i5-8300H và VGA 1050T. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các bài test nhé. Để đánh giá hiệu năng của chúng thì mình có thử nghiệm ở trên hai trường hợp khác nhau, đó là để chơi game và để làm việc. Thì với hai tác vụ này nó đều yêu cầu những cái phần cứng khác nhau, chắc chắn là sẽ làm các bạn khó khăn khi lựa chọn ở đây, bởi vì là có những công việc thì nó sử dụng GPU nhiều hơn, còn có công việc thì lại sử dụng CPU nhiều hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về chơi game trước nhé. Đa số các game hiện nay thì nó mới chỉ vắt kiệt được sức mạnh của GPU thôi, chứ còn chưa dùng tới hết CPU. Vì thế là các bạn cũng có thể đoán được phần nào mẫu laptop mà sử dụng VGA 1050T nó sẽ mạnh hơn mẫu laptop còn lại, bất kể là sử dụng CPU nào đúng không? Và sự thật đúng là như vậy. Ở 5 tựa game mà mình có test qua đó là PUBG, CSGO, Dota 2, Final Fantasy 15 và Rise of Tomb Raider để cùng một map setting đó là Full HD thì mẫu laptop sử dụng i5-8300H và GTX 1050Ti nó cho cái FPS cao hơn ở tất cả 5 tựa game luôn. Thế nhưng mà như các bạn có thể thấy là cái kết quả nó cũng không dao động quá là nhiều, nó chỉ cao hơn khoảng 10% thôi. Và các bạn cũng sẽ khó để thấy được cái sự khác biệt ở đây, chỉ trừ khi mà bạn để ý từng ly từng tí FPS một ấy. Trên thực tế thì GTX 1050 và GTX 1050Ti nó sẽ phải chênh lệch nhau khoảng từ 20-25%. Thế nhưng ở đây là vì sử dụng cái CPU mạnh hơn là i7-8750H nên đã giúp kéo lại gần cái khoảng cách ấy chỉ còn khoảng 10%. Mình nghĩ là phải sử dụng tới GTX 1060 3GB thì mới thấy rõ được cái sự khác biệt. Và nếu mà các bạn chấp nhận đánh đổi 10% FPS với 2 nhân CPU nhiều hơn thì cũng đáng để thử chứ đúng không? Bởi vì chỉ tính chơi game thôi ấy, thì cái combo i5-8300H và GTX 1050Ti này nó cho trải nghiệm chơi rất là tốt, bởi vì nó đã thể hiện được lợi thế khi mà có GPU tốt hơn. Thế nhưng mà cái lợi thế này thì cũng không được nhiều đâu, và các bạn cần phải có những cái bài test tiếp theo của mình để có thể đưa ra được cái sự lựa chọn chính xác nhất. Trước khi đến với những cái bài test làm việc thì chúng ta sẽ đến với một bài test sức mạnh CPU đơn giản nhất, đó là Cinebench R15. Thì ở đây, mẫu laptop sử dụng i5-8300H nó cho điểm là 787 CP, còn mẫu laptop sử dụng i7-8750H nó cho điểm là 1092 CP. Đến đây thì các bạn có thể thấy được cái sự khác biệt khá là lớn giữa hai mẫu CPU này đúng không? Thế nhưng mà trong quá trình làm việc thì còn có sự khác biệt của card đồ họa nữa, không biết có ảnh hưởng tới cái khoảng cách này không? Hãy đến với những cái bài test ngay sau đây của mình nhé. Đầu tiên mình test khả năng render đồ họa 3D sang 2D với phần mềm Blender. Thì ở phần mềm này nó sẽ sử dụng sức mạnh của CPU là chính, nên các bạn cũng có thể phần nào đoán được mẫu laptop mà sử dụng i7-8750H GTX 1050 sẽ thắng đúng không? Và như điểm số ở đây là nó chênh lệch khoảng 37%, tương tự với Cinebench, bởi vì nó hơn tận 2 nhân 4 luồng xử lý mà. Trên lý thuyết thì nó phải hơn được khoảng 50% cơ, nhưng mà để một mẫu laptop mà có thể duy trì max xung cho chiếc i7-8750H là khá khó. Thế nên kết quả chênh lệch 37% cũng là chấp nhận được rồi. Tiếp theo mình sử dụng một công cụ mà những kỹ sư thiết kế công trình rất hay sử dụng, đó là V-Ray. Mình có chia ra làm hai trường hợp, đó là test về CPU và GPU để các bạn có thể dễ dàng nhận xét và đánh giá nhé. Thì khi mình test về CPU, mẫu laptop sử dụng i7-8750H cùng GTX 1050 nó nhanh hơn khoảng 44% so với mẫu i5-8300H và GTX 1050Ti. Kết quả này thì cũng khá là dễ hiểu thôi, bởi vì nó hơn tận 2 nhân mà. Nhưng mà khi mình render bằng GPU thì kết quả lại đảo lại hoàn toàn, khi mà GTX 1050Ti nó nhanh hơn 30% so với mẫu GTX 1050. Sự khác biệt này là bởi vì GTX 1050Ti thì nó có nhiều nhân CUDA hơn nên là tốc độ render sẽ nhanh hơn.
Trong khi V-Ray khi mà nó render bằng GPU ấy thì CPU gần như là không hoạt động mấy, nên là dù CPU có mạnh đến đâu thì cũng như vậy thôi. Qua bài test này, nếu mà các bạn có sử dụng CPU nhiều hơn thì có thể cân nhắc lựa chọn mẫu sử dụng i7, còn nếu mà làm việc sử dụng GPU nhiều hơn thì có cân nhắc mẫu sử dụng GTX 1050T nhé. Cuối cùng, để test sự dung hòa giữa cả CPU và GPU thì mình sẽ sử dụng phần mềm dựng phim phổ biến nhất hiện nay, đó là Adobe Premiere. Khi mà các bạn render bằng Premiere thì CPU nó sẽ chịu trách nhiệm là giải mã định dạng video, còn GPU thì nó sẽ chịu trách nhiệm là tạo hiệu ứng hay là phủ màu. Thế nên là cả hai chúng nó sẽ phải làm việc với nhau để cho được cái tốc độ nhanh nhất. Mình sẽ sử dụng một project 4K. Thì ở đây khi mà mình render cả hai máy cùng lúc, nó cho cái kết quả là i7-8750H và GTX 1050 sẽ nhanh hơn khoảng 22% so với i5-8300H và GTX 1050T. Kết quả này thì có thể thay đổi một chút tùy vào cái kiểu project của các bạn sử dụng nhé. Việc i7-8750H và GTX 1050 nhanh hơn, đó là bởi vì GPU có ảnh hưởng, thế nhưng CPU thì vẫn là quyết định phần lớn ở trong phần render. Từ đây mình thấy là khi mà mình sử dụng cái hiệu ứng chống rung ấy thì combo i7 cũng nhanh hơn. Còn về review trực tiếp các thứ thì GTX 1050T nhanh hơn rồi, bởi vì sức mạnh đơn nhân giữa i5 và i7 là gần tương đương nhau. Tổng kết lại sau những bài test vừa rồi của mình thì các bạn đã có cái sự lựa chọn riêng cho mình chưa nhở? Mình nghĩ là lựa chọn thế nào là tùy vào nhu cầu của từng bạn. Nếu mà bạn mua máy để chơi game không thôi thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn mẫu i5-8300H và GTX 1050T này cho cái trải nghiệm chơi game rất là mượt mà. Còn nếu mà các bạn dùng máy để làm việc nhiều hơn thì mình nghĩ các bạn nên lựa chọn mẫu i7-8750H và GTX 1050. Còn nếu mà bạn muốn dùng cả hai nhu cầu trên thì mình thiên về mẫu i7-GTX 1050 này hơn, bởi vì là cái FPS thua nó chỉ 10% thôi, nhưng mà cái hiệu năng làm việc thì nó lại hơn rất là nhiều. Và đó là những ý kiến riêng của mình. Còn ý kiến của các bạn như thế nào, hãy để lại comment ở dưới cho chúng mình được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.